여러분, 오늘 현수 한달 됐습니다. 오늘 파티도 하고, 우리는 이렇게 기념사진 찍었어요. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người tiệc đầy tháng làm tại Hàn Quốc rất là đơn giản của gia đình nhà em dành cho bé Hensu. Và mọi người thử xem là ở Hàn thì làm tiệc đầy tháng như thế nào nhé. 오셨어요. 할아버지 할머니 오셨어요. Hôm nay thì tròn con được 1 tháng và nhà em có mời ông bà nội để sang làm tiệc cùng ăn uống và vui vẻ với con cháu. Mà bé sinh ra được khoảng 1 tuần thì ông bà cũng có sang thăm 1 lần. Tuy nhiên thì lúc đấy ông bà bị cảm nên là không có bế cháu hay chơi với cháu nhiều. Lần này sang thì đây là lần đầu tiên được nhìn cháu gần như thế này nên ông bà rất là thích thú. 예, 좀 있으면 이제 많이 컸어. 다리 봐봐. 좀만 재보자. 다리가 포동포동해. 아이고 좋아해요. 이거 만져주면 이제. 예. Bé sinh ra thì da không được nhẵn nhụi và có cái hiện tượng giống như là nó chóc da ấy mọi người. Nên là mẹ chồng em cứ vạch ra xem là da đã hồng hào, đã nhẵn nhụi lại chưa, rồi kiểm tra xem là cháu phát triển có tốt hay không đấy. Bà vào nắm chân nắm tay rồi tập thể dục cho bé rất là thích. Nè. 이렇게 등 맞아줘봐요. 등 맞, 등 툭툭 긁어주면 좋아해. Nhân sư đang ngủ nên là rất là lười dậy, nó vặn vẹo bên này bên kia. Ôi, đáng yêu quá đi con ơi. 오, 기분 좋네. 눈 뜨거든 지금. 아직 자고 있어. 한창 기분 좋을 때야. 잘 식었어. 내 것도 좀 찍어. 오래 죽는 Đây là lần đầu tiên mà ông bà bế cháu. Bà bế thì ông chụp ảnh, ông bế thì bà chụp ảnh. Và đây là chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm và đem khoe với những người cao tuổi khác rằng là đây là cháu nội của tôi thế này thế kia. Halo chị bố xe ạ. Anh có chút phải đây ạ. Chúc mọi con nuôi quay yêu. Hãy kiếp bà thật tầm cơ đi nè. Ôi, cô bèo cô bố. Hello chị, ăn đâu vậy? Ây. Hello chị, chôm ăn đâu vậy? Hôm nay ông được với cháu nội nên rất là vui. Ở Hàn thì cũng rất là thích cháu trai hơn cháu gái, đặc biệt là những người già thuộc tầng lớp ngày xưa thì cũng trọng nam khinh nữ mọi người ạ. Thực ra là thấy cháu trai là thích quý hơn rất là nhiều, cháu gái thì bà nội và mẹ thích hơn. Đấy, bây giờ mẹ em lại chụp ảnh. À, mẹ em chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm, cứ bảo cháu mở mắt to ra để chụp ảnh. Đang đói nên là bé đang quấy. Ê, bèo cổ phải à. Ô, 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 Bé nhà em thì bây giờ cứ ban ngày thì bú mẹ, còn tối thì uống sữa công thức. Và vừa mới tắm xong nên là bây giờ bà đang bế ra ngoài để khoe cho ông. Tắm sạch rồi đây, ra đây chơi nào. Chỗ lời Bạp chúng tôi một quay thì sao hết gì mà Nè, mà đi chơi xe yếu. Mà sao xe yếu, đi đâu? Hôm nay thì nhà em cũng không có nấu cái gì quá là đặc biệt. Thực ra là em thì mệt, mẹ em thì không biết nấu món Hàn, rồi những cái đồ món Việt Nam nấu rất là mất công. Nên là chỉ mua về
ăn sẵn rất là dễ. Và đôi bàn chân bé nhỏ của con em. Trời ơi, nhìn bé cái gì cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Nhìn rất là mỏng manh ấy mọi người. Ông bà thăm cháu được một lần, cũng không biết bây giờ là cháu lớn như thế nào này. Cũng rất là tò mò, nên là ngày hôm nay đến thì vừa bế vừa nói chuyện rất là vui. Về già thì được con cháu như thế này đúng là một cái niềm hạnh phúc của rất là nhiều người già cũng giống như thế đúng không ạ? Ai cũng mong có cháu bé bồng. 오늘 함 할머니 보니까 할아버지 닮았어요. 그렇지, 할아버지 닮았지. 아 그래요? 부모님은 괜찮다고 말씀하시네요. 엄마 미역국 있어요. 드릴까요? 지금 조금 좀 늘어졌어요. 헨스야 잘 거야? 야, 좀 놀다가 자야지. 할아버지랑 놀아야지. 뭐. 바로 바로 다. 이제 em sẽ dỡ đồ đạc và chuẩn bị ăn cơm. Mẹ em thì có nấu thêm ít rau, luộc thêm ít rau và chuẩn bị. Đây là những cái món mà hôm nay chồng em đã mua, ví dụ như là rán này, rồi chân giò nướng. Ở Hàn thì những món này rất là tiếng và được ưa chuộng trong những bữa tiệc gia đình. Chồng em mua chỗ chân giò nướng này thì khoảng 40.000 won, gồm có rau này, mì trộn và hai cái suất chân giò, một suất cay và một suất không cay. Thực ra thì những cái chân giò cay ở bên này họ cho nhiều ớt nên là cay với cái độ khá là mạnh. Nhân chị à, con ở đây chơi nhá. Cả nhà đi ăn cơm đây, trời ơi. Vừa mới bú mẹ một chút xong và chưa có no hẳn, để cho bé chơi thêm một chút để tối bé ngủ cho ngon. Và nhiều khi bé hay thức đêm nên là vợ chồng em cũng khá là mệt. Halaboji halmoni, gungunghaseyo? 엄마 bà lâu lắm rồi mới được thấy cháu nên rất là vui. Cứ nhìn mãi thấy là một chỗ thì nhìn xem có khóc không, rồi có quậy không, lo lắng này kia. Biết là ông bà quý cháu nhưng mà cháu cứ hơi ọ ẹ một tí là lại ra bế mọi người ạ. Bế nhiều bây giờ cháu nó hình thành cái thói quen thích bế và cứ bắt bế liên tục, cả ngày bắt bế. Hen sư thì chỉ có lúc đói là khóc rất là to. Ôi dồi ôi, nhanh lắm. Đòi sữa, cho sữa một cái là bú rất là ngon lành. Thật là trộm vía, yêu con quá cơ. 쫄라 앉아 있으면 발로 막 차 짜증내. 아 늦게 가져간다고? 성적 아주 그냥 팍팍네. 네. 식구들 알아봐요? 엄마 아빠 알아봐요? 아직 못 알아볼 거예요. 맛있어요 아빠? 맛있어. 미안 데비 나면? 미안 여보. 밥 많이 드세요. 이거 안 매워요. 그냥 không cay mẹ. Nhà có trẻ nên là nhiều khi không có ăn cơm cùng nhau được. Mẹ chồng em chỉ thích nhìn thấy bé bú nên là cứ xuống nhìn bé thôi. Còn chồng em thì đang cho bé bú. Em thì cũng ngồi ăn cùng với mẹ và bố. Sau khi bé bú xong thì bé sẽ tự chơi và cả gia đình nhà em sẽ ăn cơm. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình nhà em nào. Ông
nội ăn cơm xong thì nhanh nhanh xuống chơi với cháu. Cháu thì nằm ngủ một giấc rồi. Ông bà rất là thích bế cháu nên là cứ rảnh là bế liên tục mọi người ạ. Vừa bế vừa trò chuyện. Chà, bát mồm cô, mì xì mồm cô. Ăn cơm xong thì mọi người sẽ cùng nhau ngồi uống trà và nói chuyện như thế này. Là một bữa cơm rất là đầm ấm và vui vẻ. Tuy chỉ là mua về ăn nhưng mà rất là đơn giản. Mọi người ai cũng thoải mái và hạnh phúc. Hèn xì xì chai chai yo, giờ là vườn. Hèn xì à, một sân cung cú cô nà. Bây giờ thì con Hiếu đang ngủ ngon lành, không biết là đang mơ một giấc mơ như thế nào. Bé ăn xong chưa được vỗ ở hơi nên là ngủ không có sâu và bây giờ thì có hiện tượng là trớ. Vì vậy là chồng em bế lên và vỗ ở hơi như thế này. Ông bà và à bà chị thông hoa của ý xe à? Halaboji. Wei halaboji, annyeonghaseyo. Ayu, ibo. Namu gippeoyo. Bây giờ ở Việt Nam thì bố em có một mình. Vì vậy là chỉ gọi điện cho mẹ và nói chuyện qua Messenger. Mẹ em cũng hay qua quay cháu để cho bố xem, khoe với bố và nói chuyện rất là nhiều, hàng ngày gọi điện cho nhau. À, bây giờ ông bà về già rồi thì cũng chỉ có nhau bầu bạn nên là cũng rất là vui vẻ. Hiên Duy, Hiên Duy à, jom nolayo. Ngày nào ra tháng thì cháu đây. Hôm nay hàn đal party hàn nida. Wei halaboji. Hôm nay là kỷ niệm ngày tròn 1 tháng của con trai em, Hen Dư. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn follow, like video nhé. Cảm ơn mọi người.